Một trong những hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường Thế giới năm 2020. Ngày Môi trường Thế giới diễn ra hàng năm. Đây là một trong những ngày lễ quan trọng hàng đầu của Liên Hợp Quốc để thúc đẩy nhận thức và hành động vì môi trường trên toàn thế giới. Với chủ đề hành động vì thiên nhiên, Time for Nature, năm 2020 là năm quan trọng đối với các quốc gia trong việc cam kết bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học với việc tăng cường đồng loạt các biện pháp, hoạt động nhằm phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường an ninh lương thực, bảo vệ tài nguyên nước. Đồng thời đây là thời điểm mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và trái đất của chúng ta, nhằm tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả. Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2020. Sáng nay 13 tháng 6 năm 2020, chi đoàn trường tiểu học thị trấn Ca Dong Ca Lang huyện Đắk Rông phối hợp cùng tuổi trẻ tiểu đoàn huấn luyện cơ động trên địa bàn thị trấn ra quân đổ đất san lấp và dọn dẹp vệ sinh làm đẹp cảnh quan tại điểm trường A Rồng. Vẫn luôn có các anh, người chiến sĩ kiên trung, người dân mến, dân tin yêu. Người chiến sĩ biên phòng, những người lính quân hàm xanh. Xanh xanh những đồng lúa, xanh xanh những cánh rừng, xanh xanh màu sông nước, xanh xanh nơi đảo xa, màu tím.